chào các em. Hôm nay chị sẽ dán sticker Doraemon nha. Đây, chị có một sticker Doraemon siêu to siêu khổng lồ nha, gồm các nhân vật hoạt hình trong truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng bộ truyện Doraemon thiếu nhi. Chúng ta có một tấm hình Doraemon và bạn Nobita thiệt là to ở chính giữa. Chị sẽ lột cái tấm này ra trước nha. Tiên là chị sẽ gỡ từ từ hai nhân vật của chúng ta. Và mặt dưới của tấm trắng này nha. Rồi. Xoay chiều lại. Đây, mình sẽ dán nhân vật Doraemon này, Doraemon nhỏ này lên. Mình sẽ dán nhân vật Doraemon nhỏ này và dưới màn hình này nha. Rồi. Đây, mình sẽ dán hình Shizuka. Xin lỗi, hình Shizuka ra nha. Rồi, chị sẽ dán hình Shizuka và mặt phía này nha các em. Rồi, Shizuka mặc bộ váy màu hồng khá là xinh luôn nè, và mang một đôi giày màu đỏ. Đây, mình sẽ dán hình bé Doraemon, em của Doraemon nha. Để cho Doraemon đứng cạnh với anh trai của mình là Doraemon nha. Là chị sẽ dán Doraemon đang chụp bán trượt nha. Rồi, theo là chị sẽ dán hình các nhân vật Shizuka, Chien và Seiko nha. Đây, ba nhân vật của chúng ta. Chị sẽ dán vào góc bên trái này. Rồi, giờ chị sẽ dán nhân vật Doraemon mặc tấm tròn ở góc.
Đây, chị sẽ dán vào mặt bên trái này, góc trái nha. Rồi, đây là nhân vật Nobita đang đội chiếc vương miện nha. Chị sẽ dán cái nhân vật này xuống phía dưới. Mọi người ta đang đòi chiếc vương miện màu cam. Mình sẽ nhắm vào góc trái nha. Rồi, chị sẽ dịch cái tấm bia trắng qua một xíu tí xíu để chị dán vào trống của khung hình nha. Này, còn nhân vật Shizuka đang bay với chiếc trong trống chi thần kỳ. Lột nhân vật Shizuka ra. Này, mình Shizuka của chúng ta. Mẹ, một chiếc nam hình thì sẽ dán vào đó, cứu nam hình nha. Rồi, đây một chú bướm màu hồng khá xinh. Thì sẽ gỡ chú bướm này ra. Rồi, chị sẽ dán chú bướm này trên đầu của Shizuka nha. Rồi, chị có Doraemon đang đứng trên cái bán chụp màu vàng. Chị sẽ lột cái hình này ra và dán bên mặt trống còn lại nha. Đang đội mũ, có thể là cậu ấy đang hóa trang một mình lấy. Mình sẽ dán vào góc này. Rồi, chúng ta còn hai tấm hình, hai chiếc trực thăng. Mình sẽ gỡ ra. Rồi, chiếc trực thăng màu cam, mình sẽ dán vào góc cuối này. Về chiếc trực thăng này nữa. Rồi, mình sẽ dán vào này. Của chúng ta là tới đây là đã kết thúc rồi đấy các em. Chị sẽ cho các em cùng quan sát một lần nữa hình của chúng ta nha. Đây là nhân vật Doraemon và Nobita. Ta vì khá to nên chị sẽ dán chiều ngang. Còn những nhân vật còn lại thì chị sẽ dán chiều theo thuận với cái màn hình chúng ta xem cho dễ nha. Đây, Doraemon và Doremi đây. Shizuka. Video của chị tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bé đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.